Thì nhà nào bây giờ thủ gạo được thì cứ thủ, có gì thủ được thì cứ gán. Mọi hệ thống vận chuyển của cái thời đại này á, nó đi chung nhau hết á. Một nước bị là những cái nước khác nó cũng bị theo. Bây giờ mình ăn muỗi cơm mà thiếu đường, như Liên Xô giờ, Nga Xô giờ nó thiếu đường, thiếu muối, nó cũng đâu có ăn muỗi cơm được, thiếu bột đâu có làm bánh mì được. Thì khi chiến tranh xảy ra đó thì nó sẽ thiếu thốn đủ thứ, thì nạn đói sẽ lan tràn từ Âu sang Á. Đó, Kiệt biết như vậy. Hôm nay clip này mình lên cũng là khuyên quý vị nên chuẩn bị lương thực cho cái màn kết cuộc này, nhưng mà mình chuẩn bị với cái tinh thần là bình thường nha. Mình nói là vui cười mà chuẩn bị thì không đúng, mà mình nói u sầu chuẩn bị thì cũng không đúng, là tự vì mình phải nên hãnh diện và mình phải nên biết trân trọng. Mình sanh vào ngay cái thời đại cực kỳ khó khăn của cái màn này để mình chứng minh được trong bao nhiêu kinh điển của thế giới, của tất cả các đạo trên thế giới đều nói về cái ngày hôm nay, mà mình và tất cả những vị tu của bao nhiêu đời trước, bao nhiêu nghìn năm trước, trăm năm trước cũng không có phước như mình để chứng kiến ngay cái cảnh màn này. Nghe màn này là tu nhất thời mà ngộ cả trọn kiếp gì đó, nhiều kiếp sau nữa. Đó là như vậy. Thì hôm nay Phật Thánh Tiên đã giáng phàm xuống trần, để cả Chúa Giêsu cũng đang xuống dưới để mà rước các con của Ngài đi về. Những cái vong hồn chết hình nghìn nghìn năm về trước cũng đang ẩn ở những gốc cây, những cái nhà quan, những cái hang đá, hang động để chờ ngày hôm nay để được cứu cứu rỗi. Cả cái thế giới mà hữu hình và thế giới vô hình đều là tận thế, cả trên trời cũng đang tận thế, giữa thiện thần và ác thần cũng đấu với nhau kịch liệt ở trển. Đó là vậy, chứ không phải mình nhìn thấy giữa khối tự do và khối cộng sản vô thần, hay là Putin, hay là Zelensky, hoặc là Tập Cận Bình, hay là bà Thái Anh Văn, Đài Loan, Trung Cộng. Nó không phải vậy, không phải là Dân Chủ Cộng Hòa, cũng không phải là Trump với Biden, cũng không phải là Việt Nam, nước Việt mình, cũng không phải là Việt Nam Cộng Hòa trước 75, cờ vàng ba que ba sọc đỏ, hay là sau 75 là đảng cờ đỏ sao vàng, cũng không phải vậy luôn. Tất cả chúng ta đều là dở một màn kịch của cuối cái màn này, để cho khi mà tất cả những cái nghiệp của con người, nhân loại đã tạo ra quá nhiều trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, thì sắp sửa sẽ đi vào quá khứ. Tất cả những cái ác sẽ chìm xuống và cái thiện sẽ nổi lên trong những thời đại kế tiếp, những năm kế tiếp. Thì mình phải vui, mình phải rất là mình gọi là có phước đó. Ở một cái thời đại này bao nhiêu năm mình sống cực khổ, lăn lộn buôn bán mánh mung sân trước sân sau ở Việt Nam, làm đủ chuyện hết tội lỗi, nhưng mà đến thời khắc khắc này á, mà những ai mà có duyên với Kiệt á, có duyên với năm vị sư phụ này á, thì nên ngộ lại, nên coi coi những vị này tiên tri có đúng không, coi coi 2 năm nay Kiệt lên Kiệt nói có sai không, rồi mình nên thay đổi cái gì, mình nên thay đổi cách sống, mình đừng có tham nữa, mình đừng có ích kỷ. Mình có 1 tỷ thì bây giờ mình cho bạn bè bà con xung quanh mượn 500 triệu để mà họ mua lương thực, chứ giờ mình xài cũng không hết, mình dự trữ lương thực thì để nhiều nó cũng hư. Lỡ đâu á, chuyện nói lỡ nha, thì không phải là chù hay là gì hết, lỡ đâu Trung Cộng